Chào tất cả các bạn, quay trở lại kênh Trò Và hôm nay chúng ta sẽ đến với lại cái nội dung liên quan về kiếm tiền affiliate marketing. Tôi muốn chia sẻ với bạn một cái sự thật và ở trong cái lĩnh vực này. Và hôm nay cái video nó là các bước làm một cái chiến dịch affiliate marketing vất vả như thế nào. Đây là cái điều mà tôi muốn nói cho bạn cái sự thật. Muốn để có thể kiếm tiền từ cái hướng này thì các bạn sẽ phải cần rất là nhiều những kỹ năng. Các bạn phải đầu tư ra cái thời gian để có thể phát triển một cái ngách thị trường là affiliate một cách nó thực sự chuyên nghiệp, và một cách nó thực sự rằng là có một cái sự tính toán ở trong đó, chứ không phải rằng là lên trên mạng các bạn làm affiliate marketing chỉ cần gõ copy dán copy paste, hay các bạn làm những cái công việc các bạn nghĩ rằng là học một cái được ra tiền ngay, mà trong đó nó phải chứa đựng, đó là thổi ở trong đấy những công sức và cái chi phí của các bạn đầu tư ra. Và với lại cái mục đích đó thì tôi muốn chia sẻ với bạn rằng là muốn ra tiền từ affiliate marketing thì các bạn sẽ phải cần làm qua những cái bước mà tôi sắp sửa chia sẻ với bạn. Những cái bước này vô cùng quan trọng, và đây là những cái kinh nghiệm mà tôi thường làm. Bên cạnh đó, đây là những cái việc mà một trong những cái phương pháp mà tôi thường hướng dẫn những cái bạn làm trong cái lĩnh vực làm affiliate này. Và việc đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn và đi thẳng vào cái vấn đề. Cái bước đầu tiên đó, các bạn sẽ phải chọn ra cái chiến dịch mặt hàng tiếp thị và xác định cái ngách của bạn hướng tới. Các bạn phải hiểu rằng là ở trong đây các bạn sẽ phải lựa chọn với ba cái tiêu chí. Tiêu chí đầu tiên đó là chọn về cái ngách sản phẩm đó với lại cái mục tiêu đó là người dùng đang hướng tới và cái giá trị phần trăm các bạn kiếm được. Bởi vì đi làm affiliate, đi làm kiếm tiền, đó là chúng ta cần phải xem là phần trăm chúng ta kiếm được bao nhiêu và chúng ta hướng cái thị trường đó để có thể mang lại cái hiệu quả doanh thu tốt nhất. Cái vấn đề thứ hai đó là cái thị trường đối tượng mà các bạn hướng tới sản phẩm đó là những cái ai, tức là các bạn phải vẽ ra cái chân dung khách hàng các bạn mua cái sản phẩm đấy để mang lại cái giá trị nó hiệu quả nhất trong cái việc các bạn tiếp thị, và các bạn phải tính toán cái tỷ lệ chuyển đổi thành công nó là bao nhiêu, nó có khả thi hay không với cái sản phẩm đó. Thì trong cái video này tôi muốn chia sẻ với bạn những cái bước các bước như vậy thông qua từng các bước mà các bạn đang được nghe. Các bạn thấy rằng làm affiliate marketing thực sự là nó sẽ rất là vất vả, chứ nó không dễ dàng như các bạn nghĩ rằng là nó đơn giản lên trên mạng chúng ta thực hiện, chúng ta học được một thứ gì đó là chúng ta kiếm được tiền ngay, mà chúng ta phải có sự đào sâu suy nghĩ và chúng ta có một cái chiến lược một cách rõ ràng. Và xem hết video này chắc chắn rằng các bạn sẽ biết được cái phương pháp đấy. Tôi ví dụ đơn giản là cái bước một như thế này. Các bạn thấy một cái điều rằng là rất là nhiều những cái đơn vị các bạn có thể làm affiliate trong nước hoặc ngoài nước. Ở đây thì tôi sẽ đưa ra một cái ví dụ minh họa, ví dụ như là nền tảng ở Shopee đi. Thì các bạn thấy một điều rằng khi vào trong Shopee các bạn nghiên cứu một cái thị trường thông qua cái bước một tôi vừa chia sẻ, bạn thấy rằng vào trong đây nó có quá nhiều sản phẩm để chúng ta lựa chọn. Thì nếu như mà chúng ta tạo ra một cái website hay chúng ta tạo ra một cái hệ thống mà có toàn tất cả các sản phẩm này thì rất là khó để các bạn có thể cạnh tranh và đánh vào cái thị trường không biết là chúng ta làm cái lĩnh vực như thế nào và làm như thế nào để có thể tiếp thị đến người ta. Bởi vì rằng nó rất là khó trong cái thị trường các bạn có thể làm sale hay chạy quảng cáo, nó cực kỳ tốn tiền. Đó. Vậy nên là muốn làm trong cái thị trường một cái sàn thương mại điện tử chẳng hạn thì các bạn phải chọn ra cái danh mục các bạn hướng tới là danh mục gì. Ở đây có rất là nhiều cái danh mục như liên quan về thời trang, điện thoại, thiết bị, hay một số những cái đồ dùng công nghệ, hay một số những cái đồ dùng về gia đình hoặc tất cả vấn đề gì đó, thì bạn phải lựa chọn ra được một cái danh mục để chiến. Bạn phải nhớ rằng là chỉ chọn một cái danh mục thôi, xác định một cái thị trường thôi, không nên làm quá nhiều. Làm quá nhiều hay là nan man quá nhiều ấy thì cái hiệu quả chúng ta kiếm vào doanh thu nó không có. Đấy là tiêu chí đầu tiên. Tiêu chí thứ hai đó là khi các bạn chọn cái sản phẩm đó, bạn tính xem là cái phần trăm số được các bạn kiếm được thông qua cái sản phẩm đó là bao nhiêu, và bạn xem là cái phần trăm cái doanh thu các bạn tính được kiểm soát ra từ một cái sản phẩm các bạn bán đi thì các bạn nhận được bao nhiêu tiền từ số đó, và bắt đầu chúng ta sẽ thiết lập ra được cái kế hoạch đó là tính toán cái tỷ lệ chuyển đổi thành công. Bởi vì sau này khi các bạn triển khai, các bạn xem những bước đằng sau ở đây, các bạn sẽ thấy hiểu rõ cái vấn đề đó. Và khi các bạn nghiên cứu được thị trường rồi, chúng ta sẽ đến cái bước số 2. Bước số 2 đó là chúng ta sẽ phân tích về đối thủ thông qua các công cụ tìm kiếm, các công cụ về SEO từ khóa. Và bạn thấy rằng có rất là nhiều công cụ như Keyword Tool, Keyword Finder, Keyword Banner hay một số các công cụ khác có rất là nhiều trên mạng, các bạn có thể tra và tìm kiếm hoặc có thể tự học cái vấn đề đấy. Thì bạn thấy một điều rằng là sử dụng các cái công cụ đó, các bạn có thể sử dụng những cái công cụ nó cao hơn, nó đắt tiền hơn, các bạn có thể mua chung những cái công cụ để các bạn có thể triển khai các bạn làm. Và bạn thấy một điều rằng là nhìn vào đây, bạn thấy cái thứ là trên này tôi ví dụ minh họa một cái công cụ chẳng hạn, bạn thấy cái công cụ này nó khá là quen thuộc rồi, bạn có thể tìm kiếm ở đây cái từ khóa, cái cụm từ khóa các bạn lựa chọn và các bạn gõ vào cái thị trường đó, cái sản phẩm đó các bạn đang hướng tới người dùng đó, và các bạn thấy rằng là nếu như những cái sản phẩm đó người ta triển khai như thế nào thì các bạn thực hiện ra những cái mô típ của bạn đập lên cái công cụ bộ từ khóa, ví dụ như là laptop chẳng hạn, đến những thị trường nào mua laptop đúng không? Đó, các bạn tra ra với cái công cụ này thì bạn thấy một điều là nó sẽ gợi ý là cho bạn những cái công cụ từ khóa, nó sẽ gợi ý cho bạn cái thị trường các bạn hướng tới hay cái ngách mà hiện tại người ta đang sử dụng thông qua cái việc như thế nào. Và rồi bạn thấy rằng là có khá là nhiều những cái từ khóa để các bạn có thể lựa chọn ở trên đây. Và chắc chắn một cái điều rằng
nó không dừng lại ở đấy. Một cái công cụ nó có thể không tạo ra được một cái thứ gì nó hổ báo, hay tạo ra một cái tên tuổi, hay tạo ra một cái website bán được hàng ngay lập tức, mà các bạn phải áp dụng những cái công cụ khác nữa như cái Goodfinder hay cái Goodbanner. Đây là những cái điều mà tôi đã hướng dẫn cụ thể cho các bạn trong những cái vấn đề liên quan về cái việc tra từ khóa rồi. Các bạn có thể nghiên cứu những cái nội dung video đó. Và rồi một số những cái bạn nào bạn triển khai bạn phân tích từ khóa nó sâu hơn, hay phân tích thị trường nó sâu hơn, các bạn có thể áp dụng tìm theo cái xu hướng trend hiện tại của cái từ khóa đó nó như như thế nào. Ví dụ các bạn tra ra cái từ mua laptop, bạn tìm kiếm cái xu hướng trend thời điểm hiện tại ở cái thị trường của chúng ta sắp sửa hướng tới nó sẽ ra làm sao, rà soát từ 30 ngày gần nhất xem cái tốc độ mua nó có sự thuyên giảm hay không, và các bạn có thể triển khai cái thị trường bạn kéo xuống thông qua từng cái nấc một đấy, 30 ngày, 7 ngày, xem cái tốc độ người ta mua như thế nào, rồi là vị trí người ta mua những sản phẩm ra làm sao, rồi một số những cái vấn đề mà bộ từ khóa liền kề hay một số những cái từ khóa mà gia tăng để cho giúp cho các bạn có thể xây dựng bộ từ khóa, xác định ra từ khóa đó có tỷ lệ tìm kiếm nó cao hay không. Thì bạn thấy rằng là nếu như mà cái thị trường đó các bạn hướng tới và các bạn đẩy ra một cái kế hoạch và bạn đưa ra một cái chiến lược hiệu quả rồi, bạn đã phân tích đối thủ một cách chu toàn rồi, thì bắt đầu các bạn sẽ đến bước thứ ba. Bước thứ ba đó là các bạn sẽ lập nên những cái kế hoạch nội dung bộ từ khóa để có thể triển khai và viết những cái bài viết, và lập nên bộ từ khóa là như thế nào thì các bạn có thể nghiên cứu những cái video tôi đã chia sẻ, hay tìm kiếm những video trên Google và Google họ đã chia sẻ rất là nhiều, hay những bài viết chia sẻ rất là nhiều trong việc lập kế hoạch từ khóa này. Thì khi thực hiện ra là các bạn sẽ viết ra những cái bài viết mà liên quan đến bộ từ khóa đó. Có thể các bạn viết những bài viết hướng dẫn mua sản phẩm liên quan về vấn đề laptop chẳng hạn, hoặc là mua sản phẩm liên quan đến vấn đề sản phẩm gì đó các bạn hướng tới bạn tiếp thị. Rồi là cái vấn đề nữa là các bạn sẽ tìm những cái video mà liên quan về sản phẩm đó review như thế nào, và các bạn sẽ lấy cái video đó để các bạn có thể triển khai và các bạn viết bài, hoặc các bạn lấy video đó để cắt ghép chỉnh sửa đi, các bạn chạy quảng cáo liên quan về sản phẩm đấy. Và chắc chắn một cái điều rằng là nếu như mà các bạn tự review được sản phẩm, bạn tự đăng ở trên kênh YouTube thì quá là tuyệt vời. Còn nếu như mà các bạn không làm được thì chắc chắn là nó cũng sẽ có phương pháp cho các bạn sẽ đi tìm ở trên đây, các bạn có thể tìm cái thị trường đó là review laptop đúng không ạ, laptop đó. Khi cho bạn triển khai review laptop xong rồi, các bạn sẽ nhớ rằng là nhấn vào trong cái bộ lọc, các bạn sẽ nhấn vào cái mục đó là giấy phép CC này, để làm sao để khi các bạn sử dụng những cái video mà nó trong cái giấy phép CC này thì nó sẽ không bị về cái vấn đề bản quyền khi các bạn đăng lên trên YouTube đó. Thì khi các bạn lấy được một số các video có thể là nước ngoài hoặc là có thể là ở trong nước đó, các bạn sẽ cắt cắt những cái đoạn mà người ta review, người ta quay những cái cảnh mà liên quan về cái sản phẩm laptop đó, để các bạn cắt ghép chỉnh sửa, các bạn lồng ghép vào những cái vấn đề mà các bạn cần chia sẻ, hay là những cái vấn đề, những cái ưu điểm của sản phẩm đấy để các bạn có thể bán hàng đó. Chứ không phải là các bạn lên trên đây, các bạn thông qua cái cách của tôi đó, các bạn nhấn vào bộ lọc, các bạn tìm kiếm video, xong cuối cùng rằng là các bạn download video về rồi các bạn up trực tiếp lên trên YouTube. Đấy không phải là cái cách chúng ta làm, mà chúng ta phải lựa chọn những cái sản phẩm đó, chúng ta tìm kiếm cái sản phẩm đó thông qua cái thị trường, review cái sản phẩm đó, cuối cùng chúng ta lắp ghép và cắt ghép thành một cái video mà thông qua cái ý tưởng của chúng ta. Sau đó bắt đầu chúng ta sẽ triển khai và chúng ta đẩy cái sản phẩm đó hướng đến người dùng. Và đấy là một cách. Cái cách tiếp theo đó là các bạn triển khai, các bạn viết bài so sánh sản phẩm. Các bạn có thể so sánh sản phẩm giữa laptop A và laptop B để làm sao mà các bạn triển khai, các bạn đưa ra cái chiến lược và cái hiệu quả trong cái việc đó là lựa chọn cái sản phẩm nào hướng đến người dùng. Và tất nhiên rồi, khi mà bạn viết những bài viết đó thì cái sản phẩm bạn tiếp thị là cái gì thì bạn phải triển khai, các bạn đưa ra những quan điểm, đưa ra những cái sự so sánh của bạn và vì sao người dùng mua sản phẩm đó. Thì đấy là một trong ba cái cách để làm sao các bạn hướng tới tiếp thị một cái sản phẩm liên quan về cái vấn đề đưa ra bộ từ khóa và viết bài cho cái sản phẩm ở cái bước số 3 này. Và tiếp theo đến khi bạn xác định ra rồi, bắt đầu các bạn sẽ triển khai một cái chiến lược, đó là đến bước số 4 các bạn sẽ triển khai làm một cái website liên quan đến sản phẩm. Đó. Và bạn thấy là tất cả mọi cái điều đó là chúng ta sẽ phải có một cái trang đích để có thể giới thiệu cái sản phẩm đấy. Và cái điều tốt nhất đó là các bạn phải tạo ra một website. Bởi vì sao như vậy? Bởi vì làm thiết thị liên kết không bao giờ người ta cho các bạn chạy thẳng vào trong cái trang chính của họ. Không bao giờ người ta cho bạn chạy thẳng vào trong cái nền tảng mà trang gốc của cái nhà sản xuất. Tức là bạn không thể nào bạn viết bài và bạn dùng cái thương hiệu của họ và bạn chạy quảng cáo được. Mà bạn phải sẽ phải có một cái trang web trung gian. Sau đó các bạn viết lên những cái ý tưởng hay viết lên những cái bài viết mà tôi chia sẻ ở bước 3. Sau từ tất cả những thứ đó các bạn sẽ hướng tới những cái đối tượng người xem và viết nội dung từ cái bước 3 đó. Tất nhiên ở trong website đó nó không dừng lại ở cái việc rằng là chỉ mỗi mỗi cái việc giới thiệu mỗi sản phẩm thôi,
mà là trong website đó các bạn sẽ thêm vào những cái chuyên mục liên quan về cái việc đó là các bạn triển khai những cái tin tức, những sự kiện hot về sản phẩm mọi người đang quan tâm, đã triển khai những cái sự kiện hot mà nhiều người họ đang theo dõi, những cái vấn đề xoay quanh của xã hội, những cái vấn đề hàng ngày đang xảy ra nếu như nó liên quan đến sản phẩm của bạn, thì bạn sẽ viết bài tin tức liên quan vấn đề đó để nhằm cái việc đó là kéo traffic, kéo người dùng về theo dõi trang web của bạn, và biết đâu họ lại có cái nhu cầu mua sản phẩm thì các bạn sẽ tiếp thị liên kết đó rất là thành công. Và khi triển khai đến bước thứ tư rồi, bạn sẽ đến cái bước số 5 này. Cái bước số 5 này là đơn giản là các bạn sẽ ngồi và thực hiện những cái thứ mà các bạn đưa ra, những cái ý tưởng bên trên, những cái vấn đề mà các bạn thiết lập ra bộ từ khóa, thiết lập ra bài viết, và bắt đầu các bạn sẽ triển khai và cài SEO và làm SEO. Tất nhiên về cái vấn đề làm SEO này nó không phải là một sớm một chiều, đó là các bạn phải triển khai, các bạn viết bài một cách nó thực sự tâm huyết và thực sự là một nội dung sáng tạo thì hiệu quả các bạn hướng tới người dùng nó mới tốt. Còn nếu như các bạn đi copy, các bạn chỉnh sửa hay các bạn copy nguyên vẹn của một ai đó thì cái hiệu quả hướng tới người dùng nó không có đâu. Đó là điều thực tế như vậy. Và khi bạn triển khai, bạn làm được cái bài viết tốt rồi, bạn thấy rằng bây giờ chúng ta muốn đưa ra một cái chiến dịch marketing và để đẩy cái sản phẩm đó, thì bắt đầu các bạn hướng tới thị trường chạy quảng cáo, hướng tới người dùng bằng cách đó là chúng ta triển khai những chiến dịch marketing chạy quảng cáo trên những nền tảng Facebook, Zalo, Google hay là những nền tảng TikTok mới, hay một số cái nền tảng mà chạy quảng cáo trên YouTube để các bạn có thể triển khai hướng tới người dùng một cách nó hiệu quả. Tất nhiên một cái điều ở trong những cái bước, tất cả các bước này, thì bạn thấy một điều rằng là triển khai và làm những bước đó thì các bạn sẽ phải cần có những kỹ năng liên quan về thiết kế web, liên quan về SEO, liên quan về viết bài, liên quan về chạy quảng cáo, thì các bạn mới có tổng quan một cái việc đó là làm tiếp thị liên kết một cách nó hiệu quả, một cách nó chuyên nghiệp và một cách đó là nó rõ ràng nhất. Còn nếu như mà các bạn mà chưa có những kỹ năng liên quan về thiết kế web, về SEO, về viết bài hay về chạy quảng cáo đó thì nó rất là khó trong cái việc nó vận hành vấn đề này. Đó là các bạn phải cần trau dồi thêm, có thể nghiên cứu và tìm kiếm thông qua những công cụ của Google hay thông qua những cái bài viết trên Google, viết rất là nhiều hay có rất là nhiều video chia sẻ vấn đề đó nếu như các bạn có tinh thần tự học được. Và một cái sự thật tôi muốn chia sẻ với bạn ở cuối video đó là tất cả những cái mảng liên quan về kiếm tiền online trên mạng hay kiếm tiền affiliate cũng như vậy, đó là các bạn sẽ thấy rằng là đừng nghĩ tất cả các chiến dịch nào nó cũng sẽ thành công, bởi vì khi triển khai có những chiến dịch là chúng ta sẽ phải bị nổ vào trong đó. Bởi vì khi chúng ta đưa ra những chiến dịch marketing mà chúng ta đi sai ngách, chúng ta đi sai thị trường thì cái hiệu quả mà đốt tiền trong thị trường đó nó là có. Và các bạn mà không kiểm soát được thì cái hiệu quả là chúng ta thua lỗ là cái điều hiển nhiên. Và bạn phải thấy một cái điều là cái số tiền chúng ta có thể kiếm được, doanh thu cũng là kiếm được, nhìn nó là tiền đô hay là tiền triệu, nhìn nó đúng là thích thật đấy. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng ra đó là chúng ta sẽ phải mất rất là nhiều những công sức, đó là chúng ta sẽ phải triển khai, chúng ta phải cày SEO đêm, chúng ta phải bỏ ra chi phí chạy quảng cáo. Và đôi khi cái số tiền chúng ta chạy quảng cáo ấy, nó còn âm và nó mang lại được cái điều các bạn thấy rằng là không phải lúc nào đưa ra một cái chiến dịch làm affiliate nó cũng sẽ thành công ngay, mà nó sẽ phải trả bằng những cái giá rất là nhiều giá. Và bạn thấy rằng là thông qua nhiều cái kinh nghiệm các bạn vấp ngã, thông qua nhiều cái kinh nghiệm các bạn làm nhiều thị trường thì các bạn sẽ triển khai, bạn sẽ nghiên cứu ra được một cái thị trường mà tâm đắc nhất và chúng ta đẩy mạnh. Và nếu như để có thể một cái sự thật chi tiết ra, đó là trừ cái chi phí, trừ cái tiền công các bạn làm ra, rồi là trừ những cái vấn đề mà các bạn mua để có thể thiết lập ra những cái hệ thống làm cho cái sản phẩm đó đó, thì bắt đầu nó mới ra được cái tiền lãi của bạn. Và tất nhiên đôi khi cái lãi nó rất là nhỏ nhưng nó sẽ mang lại cho bạn những cái niềm vui trong cái việc đó là đã biết kiếm tiền trên cái nền tảng affiliate marketing, còn hơn là các bạn bị lỗ. Đó là cái điều là chắc chắn rồi. Nhưng mà bạn phải nhớ một điều rằng là muốn để cái con số lãi đấy nó càng nhiều hơn thì đơn giản đó là các bạn sẽ phải làm nhiều. Các bạn sẽ làm phải có thể là triển khai sang những cái mảng khác, hoặc các bạn có thể làm nhiều hơn, hoặc các bạn có thể xây dựng cái hệ thống nó mạnh hơn thì hiệu quả nó ra tiền nó mới có. Chứ còn không có cái khái niệm rằng đi làm trên cái nền tảng affiliate marketing này là ngồi không có tiền đâu. Đấy là cái điều là không bao giờ có. Các bạn phải triển khai, các bạn xây dựng cái nội dung hệ thống, và thông qua những cái bước mà tôi chia sẻ các bạn ở cái video này, đấy là cái điều mà các bạn chắc chắn sẽ phải trải qua. Và sau này khi các bạn nâng lên một cái trình đó là chuyên nghiệp hay một cái trình master, một cái trình bậc thầy hơn, thì bạn sẽ thấy rằng là tất cả những thứ này chúng ta làm phải như hàng ngày đấy, giống như cơm bữa vậy. Và trên đó là những cái điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn, những cái sự thật hay những cái các bước mà các bạn sẽ phải trải qua trong cái nền tảng kiếm tiền về affiliate marketing. Mong rằng video đã hữu ích cho các bạn, giúp cho các bạn có thể hiểu ra một cái bức tranh tổng quan nhất liên quan về cái ngành kiếm tiền này. Và chúc các bạn một ngày tuyệt vời. Xin chào biệt tất cả các bạn.